cho em đi học á, cho em quen nhất rồi. Mà có điều cho em dạy trễ hơn thường ngày nha. Cho em dạy lúc 8 giờ rưỡi sáng, rồi là 8 giờ rưỡi á. Rồi cho em sửa soạn hết, cho em súc miệng, rửa mặt, uống sữa, uống nước, uống sữa rồi. Lúc đó là cũng là 9 giờ sáng á nha mọi người. Hôm nay chị đi có đi học không mà sao đi ăn sáng vậy? No, never. Hôm nay là thứ bảy mà mọi người quên á. Xin mời mọi người ăn chung với chị đi. Chứ nghe mùi thơm quá chứ là xỉu luôn. Chị đi ăn gì á? Ăn cơm tầm. Chị con tắm tay hả? Dạ. Đi ăn cơm đâu á? Cơm ở chỗ này đây. Bà Chi ăn chỗ này đây mọi người ơi. Cái tay chỗ này nè. Chỗ này nè mọi người thấy không? Ok, chị xin mời mọi người ăn nha. Chứ nó cũng đây là bí tơ đặc biệt của Hoàng Kiều nè mọi người. Cho xin miếng miếng này miếng gì cho con nha. Mọi người ơi, chị ăn cơm tấm mà khoai tây của bò né mọi người. Chị xin luôn mọi người ơi, tại ngon quá. Mọi người biết chị bị là vua ăn đồ nóng mà. Mọi người cho xin miếng thịt này.